Chúng ta học sang bài thứ tư nhé. Hôm nay cái bài chủ đề của chúng ta là cái bài là tôi có một cái buổi tổng kết về sao nó không lên nhỉ? Để thêm một chút. Rồi. Nên cái bài của chúng ta là cái bài nó muốn tổng kết lại các cái lệnh điều khiển, một số các lệnh điều khiển trong Scratch. Thì tất cả các lệnh điều khiển này là nó rất quan trọng và nó đặc trưng cho tất cả các ngôn ngữ lập trình nói chung và Scratch là nói riêng nhé. Thì tất cả những lệnh điều khiển nó nằm ở trong cái nhóm là Control. Đó. Bây giờ tôi sẽ lôi đây và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là nó là những lệnh gì nhé. Đây là những lệnh mà tôi nó là rất quan trọng. Đấy, một số những cái lệnh là như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ý nghĩa của nó là cái gì? Đó, thì tất cả nó có là đây. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 cái lệnh. Nhưng thật ra là có 6 lệnh thôi. Hai cái lệnh này nó là một. Điều bây giờ tôi sẽ chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái lệnh wait là cái lệnh là chờ chờ để khi kết thúc chúng ta kết thúc một lệnh chúng ta chờ để sang lệnh tiếp theo. Thì cái lệnh wait này là nó có những cái nó là cho toàn bộ chương trình là dừng lại trong thời gian như là 1 giây hay là 2 giây. Cái này là cái nó rất hay sử dụng cái lệnh wait này, lệnh chờ này. Ví dụ chúng ta là có một cái biến nhớ chúng ta đếm thời gian, đo thời gian, thì cái này chính là cái để khi chờ tăng biến lên một đơn vị thì nó giúp chúng ta là để đếm thời gian. Có rất nhiều ví dụ khác nữa nhưng lệnh wait này là một lệnh chờ rất quan trọng nhé. Lệnh thứ hai mà chúng ta đã biết rồi là cái nhóm lệnh là rẽ nhánh là if. Nếu cái đèn biểu thức này mà đúng thì hiện lệnh ở trong này. Đây là lệnh nếu thì chúng ta đã biết rồi. Còn đây lệnh tổng quát hơn là cái lệnh là như thế này, là cái lệnh là nếu if nếu đúng thì thiện cái này, còn nếu sai thì thiện cái này. Nó gọi là lệnh if then else nhé. Lệnh nếu đúng thì thiện cái này, còn nếu sai thì thiện cái nhóm lệnh này. Thì mỗi cái ô khe này là chúng ta có thể đưa đây là nhiều lệnh đó. Nhưng mà lệnh if then và if then else là nhóm lệnh thứ hai. Đây là nhóm lệnh là gọi là lệnh rẽ nhánh ở trong trong các bộ lập trình đấy. Tiếp theo là cái lệnh là forever, là cái lệnh mà lặp vô hạn lần. Cái này là cái rất đặc biệt, chúng ta đã thường làm quen rồi. Ví dụ chúng ta cho con mèo là di chuyển trên màn hình là vô hạn lần trên màn hình thì các lệnh nằm ở trong chỗ này nó sẽ hoạt động là vô hạn lần, không bao giờ dừng lại đó. Thì muốn dừng lại thì chúng ta phải có một lệnh khác để mà điều khiển cho nó dừng lại, thì chúng ta sẽ học sau. Cái lệnh lặp vô hạn lần này là sử dụng rất nhiều ở trong Scratch và nó luôn các bạn lệnh này là dùng rất nhiều ở trong các cái chương trình điều khiển robot. Đấy. Robot là nó là phải tất cả các cái lệnh mà trong robot mà dùng để nhận tín hiệu từ bên ngoài đấy để nó điều khiển bên trong. Đây là khi robot nó đang đi mà gặp lửa cháy thì nó dừng lại, nó lùi lại. Thì như vậy là nó sẽ phải có một vòng lặp liên tục như vậy, vòng lặp liên tục để nó luôn luôn nhận biết, nó chờ cái tín hiệu nóng bên ngoài, nếu nóng thì nó sẽ dừng lại. Thì cái forever này là có ý nghĩa như vậy, có ý nghĩa là nó điều khiển con vật giống như là một con robot vậy. Thì chúng ta sẽ học sau cái này, nhưng mà cái lệnh này là rất là dễ sử dụng. Một lệnh khác rất quan trọng nữa là lệnh là repeat until, là nó sẽ lặp cái lệnh trong này là lặp liên tục cho đến khi nào mà cái điều kiện ở đây là đúng thì nó dừng lại. Mà cái lệnh này là nó gần như là hơi hơi ngược lại so với lệnh while ở trong trong bộ lập trình bậc cao ấy, trong Pascal, trong C, trong Python. Cái lệnh while là trong khi mà cái này đúng thì nó vẫn thì nó trong khi mà cái điều kiện đó mà nó vẫn đúng thì nó chạy. Như vậy cái lệnh lệnh while là lặp liên tục cho đến khi điều kiện là sai thì dừng. Còn lại repeat until là lặp liên tục cho đến khi là cái điều kiện là sai đúng cho lại đúng thì dừng. Như vậy nó hơi ngược lại một chút so với lệnh while mà nó vẫn giống như vậy.
cái lệnh repeat này này là lệnh repeat là với số lần lặp là cố định. Thì lệnh này nó giống lệnh 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 là for ở trong Pascal hay là C, và cuối cùng là lệnh này là lệnh là chờ cho đến khi mà lệnh này đúng thì nó sẽ chạy tiếp. Đấy, lệnh chờ này là hay, nó khác lệnh chờ này. Lệnh chờ này là lệnh chờ là cố định, lệnh chờ cố định với thời gian cho trước. Lệnh này là lệnh chờ không không cố định thời gian, mà nó chỉ chờ cho đến khi mà điều kiện ở trong cái biểu thức này này là đúng thì nó hiện tiếp. À, như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vì tôi sẽ tổng kết lại các bạn nhé, bạch lệnh này nhé. Này là bạch lệnh điều khiển chính ở trong Scrap nhé. Đây thì tôi sẽ liệt kê cho các bạn và ta sẽ so sánh nó với các lệnh điều khiển ở trong ngữ là trình bậc cao khác. Lệnh thứ nhất là lệnh away nhé. Lệnh away tôi vừa mới mô tả, bây giờ tôi mô tả lại viết lại lệnh away nhé. Lệnh away là ví dụ là chờ trong 1 giây và chúng ta có thể thay nó với cái điều khiển khác. Thì đây lệnh away lệnh chờ chờ trong trong 1 giây. Như vậy lệnh này sẽ dừng toàn bộ chương trình lại và đợi sau 1 giây thì nó sẽ hiện tiếp. Lệnh away này là rất hay sử dụng trong các cái chương trình, ví dụ như là chương trình là đếm, tính toán thời gian, đếm thời gian, hay là chúng ta cần chờ một chút. Ví dụ như là tôi muốn có hai con chó con mèo cùng nói chẳng hạn, tôi cho con chó nói trước, con mèo nói sau một một giây thì cho lệnh là wait này, con chó nó đợi con mèo nói trước và nó nói sau. Wait lệnh lệnh rất hay như vậy nhé. Lệnh thứ hai là lệnh lệnh dễ nhánh, lệnh if. If là cái điều kiện, nếu điều kiện này mà đúng ấy thì then then và nó các lệnh. Thì đây là cái lệnh dễ nhánh, đây là lệnh dễ nhánh nhé, dễ nhánh và với cái cấu trúc ngắn tức là nó chỉ có một lệnh if và then thôi nhé. Còn cái cấu trúc đầy đủ của nó là như thế này, là if điều kiện then, sau đây là các lệnh giống như trên thôi, nhưng mà có thêm điều kiện nữa là nếu mà else, nếu mà điều kiện mà sai thì thực hiện các lệnh tiếp theo. Đấy, đây các lệnh hai, các lệnh một nhé. Đấy, đây là cái lệnh dễ nhánh đầy đủ, dễ nhánh đầy đủ nhé. Đấy, đây là nếu điều kiện này mà đúng ấy thì thiện cái các lệnh một, còn nếu cái điều kiện này sai thì thiện cái lệnh hai này đó. Thì đây là cấu trúc mà if mà đầy đủ nhé. Thì lệnh này là nó giống như là ở trong Python, ở trong Pascal là lệnh if, đúng, if là điều kiện, cũng thế này, if điều kiện, sau đó thì là các lệnh giống như là trong Python, trong Python nhé. Và else đây là hai chấm này, còn đây là else là các lệnh hai. Như vậy đây là các lệnh hai, else hai chấm. Đây thì đây là cái mô tả cái lệnh tương đương với lệnh if, và đây là lệnh if else giống hệt như là ở trong trong Python vậy. Tiếp theo là cái lệnh khác rất quan trọng là lệnh forever, lệnh lặp vô hạn lần các lệnh. Thì đây là cái lệnh lặp vô hạn lần. Là vô hạn là cái lệnh rất quan trọng ở trong lệnh lặp vô hạn lần. Thì ở trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao như là Pascal hay là C hay là Python thì ít khi dùng lắm. Cái này tương đương với cái câu lệnh là while true, đúng không? While true và các lệnh. Đây là cái câu lệnh tương đương ở trong Python. Thì lệnh while true này là nó rất ít khi dùng. Nhưng mà ở trong Python thì dùng ở trong Scratch thì dùng rất là nhiều, lệnh này dùng rất nhiều, tôi nhấn mạnh lệnh đây nhé. Chúng ta sẽ còn làm việc với nó rất là nhiều nữa trong trong tương lai. Thì các bạn làm các chương trình sâu hơn một chút về trò chơi nha, thì cái đó là các bài sau tôi sẽ mô tả. Đấy. Lệnh forever là cái lệnh rất quan trọng, và tôi nói thêm một chút nó lại rồi là ở trong các lệnh lập trình điều khiển robot ấy, thì mỗi một chương trình điều khiển robot thì bắt buộc phải có lệnh forever. Cái đây là một trong cái điều rất rất quan trọng, rất quan trọng. Nếu ai, nếu bạn nào mà đã từng học lập trình robot rồi ấy, thì sẽ rất hiểu như này. Còn những ai chưa lập trình robot thì cũng thấy lạ, tại sao là trong tại sao trong Scratch nó có cái lệnh lặp vô hạn này,
Những ai mà quen lập trình với bậc cao đấy, lập trình Pascal và C thì sẽ không hiểu vì sao lại ở trong Scratch lại có cái lệnh là vô hạn như vậy. Nhưng mà ai mà đã lập trình robot rồi thì rất là hiểu, nó là lệnh hiển nhiên phải có nhé. Rồi tiếp theo nữa là một cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh là repeat với số lần lặp là hữu hạn lần, repeat là n lần, n lần. Đây là các lệnh. Thì các lệnh ở dưới này nó sẽ được lặp lại là n lần. Đấy. Cái lệnh này nó tương đương với ở trong trong Pascal C hay là Python diễn lệnh là for y bằng 1 to n do gì đó đúng không? Do các lệnh. Nó tương đương với cái dòng lệnh này và lệnh rất quen thuộc đối với mỗi ngữ lập trình bậc cao. Vậy lại repeat với số hạn với số lần là hữu hạn lần nhé. Một cái lệnh nữa rất là hay dùng là cái lệnh là repeat nhưng mà không biết trước số lần lặp. Repeat until. Đấy. Until cái điều kiện. Đấy, đây các lệnh. Đây là như sau, này là gì? Là nó sẽ lặp cái lệnh này liên tục cho đến khi mà cái điều kiện này là đúng thì dừng lại. Thì cái này nó hơi ngược, lệnh này nó tương đương với câu lệnh ở trong Python là while là not, để như vậy not nhé, not điều kiện, và đây là các lệnh. Vậy cái này nó hơi ngược một chút so với lệnh while, lệnh repeat until điều kiện tương đương với lệnh là while not điều kiện. Cái lệnh while not là gì? Là nó thể lệnh được liên tục cho đến khi điều kiện này là cái not điều kiện này là đúng là sai, tức là điều kiện là đúng, bên đúng là bên này, chính là bên này, chính là repeat until điều kiện. Như vậy là cái này hơi ngược ra một chút nhé. À, giờ vào mà, như vậy là mấy mấy rồi nhỉ? 1 1 2 3. Đây số vào cho nó nhớ nhé. Đây là lệnh thứ nhất này, lệnh số 2 này, lệnh số 3 này, lệnh số 4 này. Số 4 là rất quan trọng, lệnh forever này. Tiếp theo là cái lệnh là repeat, lệnh lặp mà hữu hạn lần, tương đương lệnh for, lệnh duyệt for y bằng 1 to n gì đấy nhé. Và lệnh 6 là lệnh lặp với số lần lặp mà chưa biết trước khi được lặp khi nào cái điều kiện là đúng thì nó dừng lại, tương đương với lệnh là while not điều kiện các lệnh nhé. Và lệnh cuối cùng lệnh 7 là cái lệnh là chờ until wait. Wait until điều kiện. Đây là cái lệnh là nó sẽ dừng chương trình chờ chờ cho đến khi mà cái điều này đúng thì nó sẽ chạy tiếp đó. Thì nhưng mà cái lệnh thứ 7 này là nó làm cái mở rộng của cái lệnh một số 1, là lệnh wait, lệnh 1 là lệnh này là chờ cố định theo thời gian. Còn lệnh lệnh 7 này là chờ mình không biết nào là không biết là than bao nhiêu. Nhưng mà với điều kiện chờ cho đến khi điều kiện này đúng thì nó chạy tiếp. Thế như vậy là đây là những 7 cái lệnh quan trọng. Bây giờ tôi sẽ em sẽ làm một số bài tập đơn giản để chúng ta có hình dung để cho hình dung để biết những lệnh này. Tuy nhiên là nhân nhắc lại là đối với học sinh trong mai kia khi học mà cái phần này này thì tất cả 7 lệnh này sẽ không được dạy hết cho học sinh tiểu học. 7 lệnh này sẽ chỉ được học đầy đủ khi mà chương trình sang cấp 2. Còn cấp 1 chỉ học một vài lệnh thôi ở trong trong chỗ này. Tôi không biết là cái sách lớp 4 nó như thế nào, nhưng mà hình tôi thấy biết là nó dạy một vài lệnh, ví dụ cùng lắm là lệnh if thôi, hay lệnh oi này thôi, hoặc cùng lắm là lệnh forever thôi. Có lệnh khác là nó không dạy, và phải sang đến học trung học phổ thông, trung học cơ sở đến lớp 8 thì mình học lại tất cả các lệnh này. Mà đây tôi nói luôn cho các bạn xem nhé. Đây như vậy, đây là toàn bộ các lệnh điều khiển chính của Scratch. Nó có những điểm rất là giống giống đối với những lập trình bậc cao như là Python, như là C, nhưng mà nó có những điểm rất là khác biệt, chúng ta chú ý. Đặc biệt là chúng ta có những điểm rất là khác biệt như lệnh wait chẳng hạn, cái lệnh mà thế ra trong Python cũng có nhưng mà ít khi dùng lắm. Lệnh wait hay lệnh wait until này là lệnh rất đặc biệt. Wait until. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Và nó cái lệnh repeat này nó cũng rất đặc biệt, repeat nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta làm thử một số bài tập sau đây nhé. Bài tập 1 này, vì liên quan các điều khiển giống như là lập trình bậc cao, cho nên tôi sẽ làm một số bài tập như là môn toán vậy, đơn giản thôi để cho ta hiểu. Như là môn toán, tôi lên là bài tập nhé. Ví dụ,
để ta lúc này ghi lại cho ta hình dung nhé, một số cái bài tập để ta sử dụng cái lợi trình trên ta làm nhé, thế lệ ngay trên màn hình nhé. Bài tập này, bài tập 1 là cho trước số tự nhiên n nhé, bao nhiêu đó. Đấy, bìa đồ bài là cần tính tính tổng s bằng 1 cộng 2 cộng vân vân cộng n đấy. Như vậy là cái bài này là cái bài này là cái bài mà đối với lập trình bậc cao thì là nó hiển nhiên, nó ta làm được ngay, nhưng mà đối với khác thì khó hơn, và đặc biệt là đối với sinh sinh tiểu học lại càng khó nữa. Bây giờ tôi mô tả nhanh cái bài này nhé, là các em làm như thế nào nhé. Tôi nói luôn là thật ra đối với lập trình Scratch ấy, thì những cái bài tập như này này thì theo tôi thì không nên cho học sinh luyện tập nhiều quá. Nhắc lại là vì cái đối tượng của cái đích của cái lập trình Scratch không phải là làm cái bài tập đơn giản, bài tập mà kiểu như toán như thế này. Những bài tập toán như này thì dành cho các ngôn ngữ lập trình bậc cao như là Pascal hay là C hay là Python. Còn cái đích của Scratch là tạo ra những cái chương trình, tạo ra những cái vở kịch, những cái chương trình phim hoạt hình, những cái trò chơi, những chương trình phần mềm đơn giản có tương tác trên màn hình. Tuy nhiên những cái bài tập kiểu như này là nó cũng là về mặt là nó cũng cần thiết, nhưng mà chuyện để chúng ta biết thôi, chứ không không nên mang những bài tập này để cho học sinh học đi thi thì nó rất là dở rồi. Nhưng mà cho chữ n nhé và tính tổng, thì bây giờ chúng ta cho con mèo luôn. Chúng ta sẽ gắn trực tiếp trên màn hình cái số n, và sau đó chúng ta cho mèo sẽ tính toán và in ra và thông báo ra là ví dụ như là tổng S thì là bao nhiêu. Bây giờ tôi làm thử nhé. Bài tập 1 này, cho trước số n và tính từ 1 đến n. Thì cách làm chúng ta cũng là hoàn toàn giống cách làm như là của đối với bậc cao. Chúng ta làm thử cho bạn xem nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ có tên là n nhé. Tạo nhớ có tên là n là cái biến dùng để kháng giá trị ban đầu mà chúng ta muốn tính. Rồi, thứ hai là chúng ta tạo một cái biến là cái biến s, là biến dùng để tính tổng. Tôi sẽ bị là tính tổng. Sau đó tôi sẽ in ra cái s. Và cái biến thứ ba, chúng ta cần một cái biến chạy, một cái biến chạy thì biến thứ ba của đó đặt đặt là k, nhưng cần lại như vậy cần ba cái biến biến k, biến n và biến s. Nhắc lại nhé, thì đây là chuẩn bị tôi mô tả trên bảng ngôn bậc cao nhé. Như vậy là n cho trước này, n cho trước, nhưng mà chúng ta sẽ input của chúng ta chính là n, được chưa? Để chúng ta tính nhé, chúng ta cho s thì bằng 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 không. Sau chúng ta là for, cho cái vòng lặp i for k bằng 1 to n nhé. Sau chúng ta làm chúng ta cho s bằng s cộng với k đó. Sau chúng ta sẽ output ra ngoài, output s. Nhưng mà cái s của chúng ta đây chính là gì? Chính là cái tổng từ 1 đến n. Cái đây nó cái bùn này, nó tôi gọi tao gọi đây là cái nó mà gọi là cái thuật toán để tính cái tổng đó, được chưa? Như vậy dòng nhất là nhập vào số n này, dòng thứ hai đặt s bằng không này, dòng thứ ba là một cái vòng lặp cho for chạy từ i k chạy từ 1 đến n đấy, và dòng thứ bốn chúng ta tính tổng dồn lại như này, và dòng thứ năm là ta in ra. Thì đây là cái thuật toán để tính. Bây giờ tôi sẽ hiển thị cái toán này ở trên của chúng ta nhé. Đây. Mình tôi làm mình tôi gọi cái này ra ngoài nhé. Thì đầu tiên ấy là tôi sẽ đặt là gán n bằng số cho trước nào đó nhé. Ta phải gán trước. Nhé. Hiện nay chúng ta chưa học cái lệnh là nhập từ bàn phím, chúng ta chưa có lệnh đó, thì chúng ta tạm thời là nhập trực tiếp từ màn hình nhé. Ví dụ ta cho n là bằng 100. Như vậy n là số cho trước là 100. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu tính này. Đầu tiên các bạn nhớ lại, đầu tiên chúng ta đặt cái biến s là cái biến tổng tôi muốn tính đấy, đặt bằng không. Đấy, lệnh này là lệnh gán s bằng không nhé. Đó. Sau đó chúng ta sẽ mô tả cái lệnh lặp for này. Lệnh là for k bằng 1 to n chính là tương đương với nó chính là lệnh gì? Chính là lệnh repeat n lần đây. Đó. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Đây. Bây giờ chúng ta làm như này, chúng ta sẽ đặt k bằng 1 là cái vị trí, đặt k bằng 1 là cái vị trí bắt đầu để ta tính tổng nhé. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào cái vòng lặp cố định, chúng ta vào lệnh là repeat đó, và chúng ta repeat là n lần
thì chúng ta kéo chúng ta vào cái nhóm là biến nhớ, và chúng ta kéo cái n này ra và đưa nó vào đây. Thì đây chỉ là lặp n lần nhé. À, chúng ta vào lặp như vậy, chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ làm cái lệnh là cho s bằng s cộng k. Thấy không nào? Mình cho k chạy từ 1 đến n nhé. Cho s cộng k bằng là lệnh sau đây. Chúng ta sẽ change, thay đổi cho s gì? Được chưa? Thay đổi một cái đại lượng bằng k. Đấy. Đây chính là cái lệnh là s gì bằng s cộng k đây. Ta nhớ nhé. Đấy. Chúng ta đi vào đây. Đấy, thì đây chính là cái lệnh mà sau đó chúng ta sẽ phải tăng k lên một đơn vị. Vì cái vòng lặp của chúng ta là tăng k lên, chúng ta sẽ phải trên k. Xin lỗi, chúng ta vào vùng này. Trên k by 1 đây. Đây chính là lệnh là tăng k lên một đơn vị đây. Đó. Thì hai cái lệnh này chính là cái lệnh là gì? Là s bằng s cộng k là lệnh này. Lệnh thứ hai này là k bằng k cộng 1, chính là cái này. Đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ làm cái lệnh để cho con mèo nó in ra kết quả. Đây, chúng ta sẽ vào lệnh này và cho mèo nó tính ra. Nhờ. Mèo nó in ra cái em này. In ra cái số là cái số là s gì? Chính là tổng số từ 1 đến n nào. Nó chạy thử nhân động thông báo này. Đây. Như vậy là 5050 chính là tổng số từ 1 đến 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 100. Thấy không nào? Đó. Bây giờ tôi sửa cái n này, tôi sửa thành 200. Và nó chạy thì nó ra cái kết quả là các tổng số từ 1 đến 200 là 2020.100. Và thấy không nào? Đấy. Như vậy chúng ta có thể làm một tập đơn giản như vậy nhé. Để áp dụng các lệnh điều khiển, thì tôi ghi cái này là thay máy số 1 của ngày hôm nay nhé. Tính tổng n số tự nhiên nhé. Đây hôm nay là bài và bài 1 nhé. Tính tổng từ 1 đến n, thấy không nào? Như vậy cái bài bài đầu tiên là tính tổng từ 1 đến n. Bài đây là bài số 1 nhé. Bìa đến bài số 2, chúng ta làm bài tập đơn giản thôi để cho thấy là bìa đến bài số 2. Bài đây là bài số 1 nhé. Bây giờ tôi làm cái bài số 2. Bài số 2 là như sau nhé. Bài số 2 cũng là cho trước số tự nhiên n. Bây giờ bài bài thứ hai là đếm đếm số các ước số thực sự của n. Thực sự của n là các ước số là tính từ 1 trở đi nhưng phải nhỏ hơn n. Số thực sự là các ước số là số tự nhiên nhưng mà là nhỏ hơn n. Đếm đếm mà hay là tính tổng nhỉ? Đếm đếm nhé. Ví dụ tôi lấy n bằng bằng 10 thì ước thực sự của 10 sẽ là 1 này, 2 này, 5 này, hết. Như vậy là nó là cái đáp số của nó là cao nhé. Thì cái biến cao là đặt nó bằng 3. Vế nêu bằng 10 đáp số là 3. Vế nêu bằng 12 thử nhé. Vế nêu 12 thì đáp nó sẽ là 1 này, 2 là ước này, 3 là ước này, 4 là ước này và 6 là ước. Hết. Là 1 2 3 4 5. Như vậy đáp số của nó là bằng 5. Đếm là số các ước số thực sự của n. Đếm những số nào mà là ước mà n chia cho số đó nhé. Đếm rồi. Để các bạn cùng cùng tôi chúng ta làm bài này nhé. Bài số 2 này khó một chút nhất đối với sinh tiểu học. Thì tôi làm chậm cho các bạn xem nhé. Đây là bài số 2 này. Bây giờ tôi lưu một cái bài số 2 nhé. Lưu bài số 2. Cho trước số n và tính đếm số các ước số thực sự của n. Cũng như vậy thôi, tôi sẽ tạo ra một cái biến nhớ là n. N là cái số là chính là cái input đầu vào của chúng ta. Tiếp theo là tôi cần một cái biến tiếp theo là cần cái biến chạy, tôi gọi là biến k là biến chạy nhé. Giống như bằng chúng mình lúc nãy đấy, chúng ta cần biến k. Và tiếp theo cần một cái biến nữa là biến đếm, là cái biến đếm. Tôi dùng từ đếm cũng được hoặc là dùng từ là cao cũng được, tùy theo chúng ta dùng. Tôi dùng từ cao nhé. Cho nó hay hay một tí, từ anh một tí nhé. Cao. Cao là biến đếm. Cao là biến đếm đếm số các ước số thực sự của n nào. Đó. Nhé.
Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ đây chúng ta làm chương trình birthday nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt gán n là một số cho trước. Đây n đây, n nhé. Đó. Ví dụ tôi gán n bằng bằng 12 chẳng hạn. Tôi sẽ đếm xem là cái số 12 này có bao nhiêu là cái ước số thực sự. Không tính n, bỏ lên bỏ qua n đi nhé. Rồi. Thì làm như sau này, tôi sẽ đầu tiên tôi đặt cái xét cái biến cao là biến đếm này bằng 0. Thì tôi bắt đầu nếu mà gặp sau tôi đặt cái biến k là cái biến chạy. K là tính từ 1. Đó, và tôi được kiểm tra. K này cho k chạy từ 1 cho n trừ 1. Kiểm tra nếu mà n chết cho k thì ta cộng biến ta tăng cái cao lên 1 đơn vị. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi làm như nào? Tôi sẽ phải lặp lặp bao nhiêu lần nhé. Thì chỗ này thì các bạn có thể là chỗ này là tùy, có thể là gặp mà làm nhanh thì là ta lập mà hoặc cho ta dùng lệnh repeat until cũng được, hoặc là chúng ta cho lệnh repeat until đi, lập là cho đến khi nào thì thôi, lập cho đến khi mà k bằng n thì ta dừng lại hay là lập lập n lần cũng được không sao, phải lập n lần cũng được không sao nhé. Cái này có nhiều cái làm nhé. Thì được tôi làm theo một cách là lập mà n lần đi, nhưng mà vẫn vẫn điều kiện là k khi k mà chạy n là dừng lại, tôi không kiểm tra nữa. Để tôi làm cái nào cho hay ho nhé. Cái này có thể dùng lệnh là repeat until hoặc là repeat không cũng được nhé, hay lập n chỉ 1 lần đi nhé. Đây tôi vào control và điều khiển của tôi là dùng lệnh lập cố định. Chúng ta bắt đầu từ k bằng 1, sau ta tăng k lên 2, tăng k lên n trừ 1 thì dừng lại. Như vậy chúng ta sẽ lập không phải không không phải là n lần mà n trừ 1 lần. Vì tôi muốn k là lập n trừ 1 lần cho đến khi nào mà k bằng n trừ 1 thì ta không muốn cho k bằng n, chỉ kiểm tra đến lúc n trừ 1 thôi, vì là tôi cần là kiểm tra các ước số thực sự của n. À, cho nên là tôi lập n trừ 1 lần nhé. Đây tôi sẽ muốn ở đây có biểu thức n trừ 1 thì chúng ta phải vào cái chỗ này, đây là cái nhóm lệnh để tạo ra các biểu thức là số học. Đấy, đây chúng ta biết đây là phép cộng, phép trừ, để phép nhân, phép chia, để phép trừ đây. Đấy, tôi làm phép trừ, một phép trừ là n trừ 1 đó, thì n đây tôi, và đây tôi kéo cái n này ra và đây nó sẽ là trừ 1, bọn đây là 1. Đấy, đây chúng ta cái biểu thức là n trừ 1 mà tôi đưa vào đây đó, đưa vào đây nhé. Điều ở đây thì đây sẽ là lập n trừ 1 lần đó, thấy không nào, lập n trừ 1 lần thì mỗi lần như vậy thì tôi sẽ kiểm tra xem nếu mà k là ước của n thì tôi tăng biến cao lên 1 đơn vị. Thì như vậy là có lệnh nếu nếu k là thì tôi phải vào cái nhóm lệnh điều khiển và cái lệnh là nếu nếu k là ước của n thì tăng cao lên 1 đơn vị nhé. Thì cái lệnh là nếu k là ước của n là lệnh sau đây, nhưng k là ước của n thì chúng ta phải dùng lệnh sau đây. Đây cái lệnh đây là cái lệnh nhà chúng ta chú ý có một cái lệnh rất quan trọng, lệnh mod đây, đây là số dư nhé. Nếu k là ước của n hay là n khi mà lấy số dư chia cho k bằng bao nhiêu thì đây ta có nhé, thì đây cái lệnh mod là lệnh là lấy số dư, chúng ta sẽ lấy số n, nếu mà n này lấy số dư khi chia cho k này, nếu cái này bằng không tức là k là ước của n. Như vậy cái điều kiện là k là ước của n là điều kiện này, chúng ta sẽ kéo ra cái lệnh lệnh dấu bằng, đây là biểu thức dấu bằng đây. Thì nếu mà n mod k đưa vào đây, n mod k mà bằng 0, đây chính là cái điều kiện là k là ước của n. Các bạn thấy chưa, chỗ này hơi khó đối với học sinh đấy, tiểu học cẩn thận nhé. Đây chính là cái điều kiện là k là ước của n. Như vậy nếu k là ước của n thì sao, đưa vào đây đó, thì chúng ta tăng cái biến cao lên 1 đơn vị. Chúng ta vào đây chúng ta dùng lệnh là change, chúng ta kéo cái lệnh cao này ra, cao cái biến biến cao này ra và change cao by 1 đơn vị đó, ta đưa cái này vào đây. Đấy. Thì chỗ này là cái chỗ mà là ta lập n chỉ 1 lần mà ta kiểm tra nếu k là ước của n thì ta tăng cái cao lên gì 1 đơn vị, sau đó chúng ta bị change k, ta tăng k lên 1 đơn vị, change k by 1. Tôi đưa ra bên ngoài cái ít này nhé. Đó. Nhưng mà đây là cái biểu thức
nằm ở trong cái lệnh repeat kia. Chúng ta là lọc là n chỉ một lần. Vẫn là như vậy, chúng ta là kiểm tra nếu cao là ước của n thì tăng cao lên một đơn vị. Sau đó chúng ta hết lệnh này, chúng ta sẽ chuyển sang lệnh là tăng k lên một đơn vị. Thì khi mà k tăng lên n trừ một thì ta dừng lại, đúng n trừ một lần thì dừng lại. Thì lúc đó thì cái biến cao nó chính là biến đếm. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là này để chúng ta sẽ in ra cái ước của đây. Chúng ta đưa cái biến cao này ra đây, cao. Vậy chạy xong thì máy nó sẽ ra ví dụ 12 nhé, chạy thử này. Ra bao nhiêu thì nó sẽ ra là 5. Như vậy với N12 thì cái số N này có 5 cái ước số thực sự của N. Được chưa? Như lấy cái tập đề này là 10 chẳng hạn thì nó còn có 3 thôi. Chỉ có 3. Bạn có thấy không? Nhưng mà đây là một cái chương trình này. Chương trình này mà chúng ta viết bằng 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 bằng, bằng Python thì nó rất đơn giản, nhưng mà với Scratch nó phức tạp hơn. Mình tôi nhắc lại rồi là Scratch không phải là mỗi lập trình để chúng ta chuyên làm những cái này. Đây là những bài tập là hiển nhiên là học sinh phải học biết thôi. Đấy. Vậy là bây giờ mình tôi nhắc lại cái gọi là cái thuật toán để sinh ra cái bài số 2 này nhé. Đấy. Bài số 2 thì làm như sau này, tôi viết bằng 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 thuật toán là như sau nhé. Là input này. Input là n này. Được chưa? Rồi sau đó là như sau. Sau đó tôi đặt biến cao bằng 0. Được chưa? Sau đó là tôi dùng lệnh for k bằng 1 to n trừ 1 thôi. Đấy. To n trừ 1 thôi. Và tôi kiểm tra if n chết cho k. Tức là viết đây là tôi viết dưới dạng là với n 1 k mà bằng 0. Tức là nếu mà k là ước của n thì chúng ta tăng cao lên một đơn vị. Đấy. Và cuối cùng chúng ta là dùng cái lệnh là output ra, output nhé, output cái cao này ra. Thì cái đây chính là cái gọi là cái thuật toán để giải cái bài toán này với ngôn ngữ là lập trình bậc cao. Các bạn sẽ dễ dàng biến đổi cái này sang ngữ là sang Pascal hay sang C hay là sẽ là sang sang Python. Nhưng mà mô tả trên những ngôn ngữ bậc cao nó là như thế này, nhưng mà đối với Scratch thì nó sẽ là như thế này đó, như thế này nhé. Cái bài này mà tôi ghi ra như vậy. Như vậy là những cái bài tập đơn giản lập trình đơn giản về về kế toán số học của nó thì lập trình trên Scratch nó rất là dài, nó dài, nó không ngắn gọn như là chữ viết trên Python là trên Pascal thì nó rất là dài. Đó là một cái nhược điểm của cái Scratch. Như vậy cái Scratch là ngôn ngữ lập trình không phải chuyên để làm thuật toán, không phải chuyên hoàn toàn. Cho nên hiện nay là cái cuộc thi học sinh tin học trẻ mà bắt học sinh tiểu học mà giải toán làm thuật toán ấy là tôi phản đối rất là khủng. Tôi hoàn toàn không nhất trí một tí nào cả, cái này là sai lầm. Những cái tư tưởng của thuật toán vân vân giải toán thì nên dành cho trên cấp 2 trở lên, còn cấp 3 cũng được. Còn cấp 1 này thì cái Scratch này là cái mà là ngũ lập trình để chúng ta kiến tạo ra một kịch bản, một cái game, một cái chương trình, một cái phim hoạt hình, một câu chuyện vui vui ở trên màn hình để giúp cho học sinh là sáng tạo, tạo ra những cái phần mềm đơn giản, anh em chỉ mô phỏng hay ho. Còn tất cả những cái thứ này về nào đó thì cũng phải biết, nhưng mà nó không phải là cái sở trường đặc biệt của cái của ngôn ngữ lập trình Scratch. Mặc dù là tất cả là học sinh nếu mà đã học lập trình thì cũng nên biết. Thì đây hôm nay là cái buổi này tôi nói về cái lệnh điều khiển thì tôi nói qua để cho chúng ta thấy là chúng ta cũng thể làm việc được thấy như bình thường. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một bài toán nữa nhé, trước khi chúng ta sang làm các bài tập khác mà đặc thù hơn cho Scratch. Bây giờ tôi làm thêm bài toán nữa thì chúng ta có thể hình bài toán khác nhé, nó cũng là ná như vậy thôi. Đây. Bây giờ tôi xem đây là bài số 2 này, tôi sang bài số 3 nhé. Bài số 3 là như thế này. Bài số 3 là cho trước hai số tự nhiên nhé. Hai số tự nhiên n và m. Bây giờ đề bài là cần tính cái ước số chung lớn nhất của hai số là n và m.
Đấy. Đây là cái được tính số điểm chung nhất của hai số thì là học học sinh lớp 6 lớp 7 là làm học sinh cấp 1 thì chưa, học sinh cấp 2 là làm được rồi. Nhưng mà tôi muốn giải cái bài này ở trên lập trình như thế nào. Đây thì tôi bây giờ mô tả một cách giải rất là hay, đơn giản mà học sinh nào cũng có thể hiểu được. Thì cách làm ở trên lập trình bậc cao là như này nhé. Một cách giải đơn giản, một cái lời giải đơn giản là như thế này, lời giải là như sau nhé. Bây giờ cách làm sao chúng ta, như vậy input của chúng ta, input chính là n và m nhé. Rồi thì bây giờ cách làm như sau này, chúng ta sẽ nếu n bằng m thì nó là n, nếu n bằng m thì đáp án nó chính là n. Còn nếu n mà khác nhau thì chúng ta làm như sao cho sẽ liên tục lấy số lớn trừ đi số nhỏ và thay vào số lớn, thì chúng ta sẽ liên tục cho khi nào bằng nhau thì thôi. Thế cái làm như sau, cái làm là y chừng nào mà n mà khác, để tôi viết này nhé, khác m. Đấy. Chừng nào mà n khác m thì chúng ta còn làm như sau, chúng ta còn làm như sau là if nếu n mà lớn hơn m thì chúng ta thay n bằng n chia m. Đấy. Ngược lại else thì chúng ta thay là m bằng m chia n. Như vậy ta lấy số lớn trừ đi số bé nhé, luôn lấy số lớn trừ đi số bé và thay vào số lớn, và làm như vậy cho đến khi nào mà n m bằng nhau thì thôi. Khi bằng nhau thì chúng ta sẽ output ra chính là số, chính là n đó. Thì đây chính là cái lời giải rất là nổi tiếng, rất đơn giản, suy nào cũng có thể hình dung được. Thì đây là cái lời giải nhanh của cái bài tính ước chung lớn nhất của hai số n m. Thì cái bài này, cái đề giải này nó suy từ cái tính chất là gì? Tính chất là nếu mà n lớn hay m thì ước chung lớn nhất của hai số thì nó chính là bằng là n trừ m, và đây là m chỉ bằng cái này. Đấy, cho nên từ cái này chúng ta suy ra cái lời giải này. Được chưa? Tức là gì? Nếu n m là hai số tự nhiên ấy, hai số nó phải được phải lớn không nhé. Còn nó mà bằng không chúng ta không tính hai số tự nhiên, thì là cái làm như sau, cái làm là chúng ta nếu hai số còn khác nhau thì chúng ta lấy số lớn trừ đi số bé thay vào số lớn, và cứ như vậy cho đến khi nào mà bằng nhau thì thôi, thì chúng ta ra đưa ra đáp án nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài này, đó là bài số 3 nhé, bài số 3. Đó, số 3 vẫn là bài con mèo này thôi nhé. Thì chúng ta làm như sao, chúng ta cần chỉ cần hai cái biến là m và n. Đây tôi mới tạo ra cái biến thứ nhất là đây nhé, là n, và biến số 2 là m đó, m được chưa. Rồi cái làm chúng ta như sau, bây giờ chúng ta sẽ em là đây chúng ta sẽ em chúng ta sẽ và cái sự kiện chúng ta tạo ra đây là cái ban đầu nhé. Rồi chúng ta làm này, đầu tiên chúng ta đặt, ví dụ chúng ta đặt là m bằng 10, ví dụ thế nhé, và tôi đặt n bằng, ví dụ nhé, n đây n tôi đặt bằng 12, từ đấy tôi muốn tính là ước chung lớn nhất của 10 12 là số nào nhé. Thì chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ lập đây, chúng ta nhớ lại cái từ đó nó nhé, là cách làm là y n khác m, tức là dừng làm n khác m chúng ta, thì chúng ta sẽ còn làm tiếp, thì như vậy chúng ta phải dùng lại gì, dùng lại là repeat until nhé. Đây chúng ta dùng lệnh là repeat until, đây chúng ta sẽ lặp liên tục cho đến khi nào mà n bằng m thì dừng lại. Đấy. Liên tục như này, đây ở chỗ này thì chỗ này cái repeat lặp liên tục cho đến khi nào mà cái đúng thì dừng lại, tức là khi mà m bằng n thì dừng lại. Chúng ta đưa vào đây, chúng ta kéo, chúng ta vào cái operator và chọn cái toán tử so sánh là bằng, và sau đó chúng ta sẽ đưa vào đây là m và n à, như vậy này. Bạn chú ý nhé, nhưng mà cái lệnh while while của chúng ta ở đây là while là cái này là khác nhau, n khác m thì ở đây là repeat until là bằng nhau, thì vậy là nó ngược, cái repeat until là nó ngược lại, vậy nó ngược lại so với lệnh oai, như vậy là repeat until m bằng n nhé.
thì nếu thì ở đây là cái lệnh mô tả khi mn là khác nhau đấy, thì chúng ta dùng cái lệnh gì, chúng ta phải dùng cái lệnh là if then else, okay. Nếu m lớn hơn thì và ngược lại đây, thì nếu mà lớn hơn đây chúng ta vào cái sau so sánh là lớn hơn đây, lớn hơn đây nhé, đó thì cứ làm như sau này, nếu này nếu mà n mà lớn hơn m đây đây nhé, nếu n lớn hơn m thì làm cái gì, thì chúng ta sẽ thay đổi n bằng cách lại lấy n bằng n trừ m. Đấy, các bạn chú ý nhé, thay đổi lại lấy n chia m và thay với n, tức là chúng ta phải trên n, dùng lệnh trên n by, by cái gì, dù trên n by cái gì, by cái số này là trừ m, chuyện hơi khó một tí nhé, là phải trừ chứ phải cộng, nên chúng ta biết đây là m là sai nhé, m đây đây, trên n nhé, nếu n mà lấy m mà chúng ta biết là trên n by m là sai, thì n nó sẽ cộng thêm vào n cộng m, mà đồ bài của chúng ta là n bằng n trừ m cơ, thì chúng ta sẽ phải thay cái này bằng trừ m. Muốn thay bằng trừ m thì nó gì, nó chính là một cái phép trừ hay là phép nhân xuống bên trừ một, chúng ta sẽ vào đây chúng ta chọn cái phép nhân, cái phép nhân đây này đó, nhân nhé, thì phải nhân m với trừ một, à, chúng ta biết là trừ một đấy, thì ở đây nó sẽ là phép nhân m với trừ một đó, thì đây là cái lệnh là trên n by m nhân trừ một, tức là n bằng n trừ m. Thấy không nào? Chúng ta đưa vào đây. Vậy đây là nếu n lớn hơn m thì trên n, tức là thay đổi n bằng đại lượng là trừ m, tức chính là n bằng n trừ m. Đấy, chính là cái chỗ này, chính là n bằng n trừ m đây. Thì nó chính là chỗ này đây. Còn ngược lại, ở chỗ này là nếu mà ngược lại là ta phải trên m. Ngược lại chúng ta sẽ phải dùng lệnh là trên m. Trên m ba cái gì, ba là trừ một nhân n, chúng ta sẽ phải lôi lôi cái này ra, lôi lại nhân này ra, và đây nó sẽ là số n trên m by n nhân với trừ một đấy, được chưa, chúng ta đưa cả cái này vào đây đấy, thì bây giờ nó mới đúng, đây là cái lệnh, là đây là cái lệnh, đây là cái nhóm lệnh mà mô tả chính là cái chỗ này này, chính là cái chỗ này, chính chỗ này nhé đấy. Và bây giờ cuối cùng chúng ta cho con mèo nó, con mèo nó sẽ hiện ra thông báo chung nhất của hai số đó là số em bất kỳ m hoặc n thôi, n đây được chưa, như vậy với n bằng 10 và n bằng 10 và n bằng 12, chúng ta kiểm tra xem ước chung của hai số là bao nhiêu nhé, ước chung của nó là 2, thấy không nào, bây giờ tôi sửa cái số 10 này là 18 chẳng hạn, thì ước chung của nó sẽ là 6. Đấy. Các bạn nhớ nhé. Như vậy đây là cái bài số 3. Để tôi cho các bạn làm quen với, tức là dùng nguyên tắc là dùng Scratch có thể làm những cái bài tập giải toán bình thường. Từ dễ đến khó làm được hết, có thể nó hơi dài hay hơi phức tạp một chút nhưng về nguyên tắc là làm được hết. Thật ra là kể ra là luyện cho học sinh tiểu học làm này cũng thì cũng được, theo tôi cũng không phải là quá phản cảm. Nhưng mà chỉ có cái này thôi thì là sai vô cùng. Nếu mà bắt học sinh tiểu học là đầu lúc cuối dùng học lập trình Scratch chỉ mà làm bài tập như này thôi thì là theo tôi đã làm một cái sai lầm rất là lớn. Thực ra những cái này là tôi vừa dạy cho các bạn là chỉ là công cụ thôi. Còn học sinh tiểu học là khi tiếp cận với Scratch là phải học cái hay hơn của nó. Phải làm việc với sân khấu, làm việc với nhân vật. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta bây giờ ghi cái bài bài này ra nhé. Nếu mà chúng ta có 3 bài đơn giản. À, 3 bài đơn giản. Cái bài số 2 đấy tôi chưa làm, tôi chưa ghi à? Ôi, bài số 2 quên, chưa ghi nè. Tiếc quá. Thế được, các bạn sẽ ghi sau nhé. Bài số 2 nữa quên mất. Đây là bài 3 rồi. Bài 3 là tính ước chung lớn nhất hai số. Bài số 1 là tính tổng từ 1 đến n. Bài 2 là tính các ước số mà thực sự của n, tức là quên tôi không ghi, thì cái bài số 2 các bạn về nhà các bạn làm nhé, học lại cái bài số 2 quên mất, không sao, được rồi, thế bây giờ như vậy là xong cái phần hôm nay, cái xong phần đầu là giới thiệu chung chung cái các cái bây tôi sẽ quay sang làm, chúng ta làm cái bài tập liên quan đến biến số, đến các lệnh như này nhé, và làm chương trình.
Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm một chương trình sau đây nhé. Bây giờ như này. Bài tập là như sau nhé. Coi như làm điều tôi sẽ làm cái bài như là toán thật sự. Nó có tính chất giải toán nhưng mà nó lại thông thông qua cái tương tác, để cho chúng ta tập luyện cái chương trình để tạo ra cái tương tác đó. Được rồi, thế như này nhé, bây giờ như này. Đồ bảo là như sau. Là các quả bóng sẽ xuất hiện ở trên màn hình. Trên màn hình ở một cái vị trí nào đó ngẫu nhiên đi. Và mỗi quả bóng như vậy sẽ thông hiện ra một con số. Con số nhé, và nó chỉ hiện trong trong khoảng 1 giây, và học sinh sẽ phải nháy đúng lên quả bóng với điều kiện là gì? Với điều kiện là cái số đó là số chẵn thì mới nháy, số lẻ thì không nháy, không 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 bấm vào. Nếu mà học sinh mà nháy đúng thì được tặng, thì được cộng thêm 1 điểm, và mà quả bóng sẽ biến mất và hiện ra ở chỗ khác và có một tiếng pop là kêu đúng nhé. Hay cô kêu là đúng rồi. Còn nếu sinh mà nháy sai, tức là cái số đó là số lẻ, học sinh vẫn nháy vào thì có tiếng pop và điểm số sẽ bị trừ đi 1 điểm. Vậy là ta biến cái bài tập toán đơn giản cho học sinh thành cái trò chơi. Nhắc lại nhé, nhắc lại bài mà cái bản này. Trên màn hình xuất hiện ngẫu nhiên quả bóng nó sẽ hiện ra thông báo ra một con số ngẫu nhiên nhé. Bóng nó sẽ hiện ra trên mình đúng 1 giây, sau đó sẽ ẩn đi và hiện ra ở chỗ khác từ một cái số khác. Học sinh sẽ quan sát số là phải nháy nhanh như quả bóng như sau. Nếu số đó là chẵn thì nháy xong cái cô tiên kêu là đúng rồi và sẽ được tặng thêm 1 điểm, là tăng thêm 1 điểm mà là bài có điểm số nhé. Đó, và quả bóng sẽ biến mất và hiện lại ở chỗ khác. Còn nếu mà học sinh mà nháy sai thì nó vẫn có tiếng pop và điểm số sẽ bị trừ đi, quả bóng vẫn biến mất hiện ra ở chỗ khác nhé. Và trò chơi như vậy là sẽ được diễn ra trong 60 giây. Khi kết thúc thì ai có điểm số cao hơn thì người ấy thắng nhé. Tức là cái ai mà càng điểm số cao thì là càng càng giỏi. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu hiểu cái bản chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Như vậy chúng ta sẽ không còn con mèo nữa và chúng ta sẽ tạo ra là quả bóng. Đây, quả bóng xuất hiện là ở ngẫu nhiên trên màn hình, ở một góc nào đó trên màn hình. Đó. Và quả bóng này sẽ khi hiện ra sẽ luôn xuất hiện trên màn hình với một con số ngẫu nhiên. Con số ngẫu nhiên. Được chưa? Được rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Thì muốn làm trò chơi này chúng ta cần hai cái, trước mắt chúng ta cần hai cái biến nhớ rất quan trọng. Là cái biến để mô tả cái thời gian chạy của chương trình 60, chạy trong 60 giây thì dừng lại, trình kết thúc. Và cái thứ hai là cái biến thứ hai là biến để tính điểm số. Điểm số. Hai biến đó sẽ hiện trên mình ở phía trên này hết nhé, điểm số. Thì khi kết thúc thì là tất cả sẽ biến mất đi hết và trên màn hình sẽ hiện ra cái điểm số, ai là điểm số cao thì người ấy thắng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra hai biến nhớ. Một cái biến nhớ nó có tên là thời gian, thì bài tiếng học tiếng Việt cho các bạn là cho thích nhé. Một cái biến nhớ có tên là thời gian và như vậy em cái biến này dùng để tính thời gian của chương trình này. Và cái biến thứ hai là cái biến viết hẳn tiếng Việt thì anh cũng được điểm điểm số của chúng ta nhé. Mặc định ban đầu điểm số để bên phải đây là không nhé. Như vậy khi chúng ta bắt đầu chơi, khi kích chuột vào đây là nó bắt đầu chơi. Khi bắt đầu chơi thì quả bóng nó sẽ hiện ra và nó có một cái điểm. Như vậy chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải có một cái biến nhớ để mô tả cái biến mà cái số mà quả bóng là nó mô tả. Được không nào? Như vậy chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến nhớ nữa có tên là N. N là cái biến nó quả bóng nó sẽ tạo ra là ngẫu nhiên trên màn hình. Quả bóng nó sẽ hiện ra cái con số đó và em học sinh đó sẽ phải quan sát là phải làm nhanh. Được chưa? N này không không cần hiện, chúng ta ẩn đi. Được chưa? Được rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Này.
khi bắt đầu chơi này, mình tôi làm này, khi mình bắt đầu chơi nhá, đây mô tả khi bắt đầu chơi thì quả bóng xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình. Đây tôi cho quả bóng nó xuất hiện bằng ngẫu nhiên trên màn hình, dùng lệnh là go to xy nhé, và tôi muốn nó nằm trong cái khoảng mà chúng ta vẫn nhìn thấy nó. Đây tôi cho cái sau nhé, tôi cho chọn là vào cái chọn cái này nhé. Như vậy là xy sẽ chạy trong khoảng là từ -200 đến 200 cho nó khỏi ra ngoài quá nhé. Xy là chạy từ 200 đến 200. Đây, xy là chạy nhìn ngẫu nhiên từ 200 đến 200. Còn y là chạy từ phía dưới, là y là chạy từ là -120 đến 120 để cho nó không qua ra quá ra khỏi màn hình để cho chúng ta có thể quan sát được. Đó, thì đây là cái lệnh đầu tiên. Quả bóng sẽ ở đây nhá. Tiếp theo là quả bóng sẽ tạo ra cái số n là một số ngẫu nhiên. Đấy, chọn n nhé, n đây là ngẫu nhiên, được chưa? Ngẫu nhiên nhá. Ngẫu nhiên, và quả bóng sẽ sinh ra một cái số ngẫu nhiên. Tôi cho quả bóng là sinh ra từ 1 cho đến là 500 nhé. Thì các bạn nhé, để chọn đây là một số ngẫu nhiên. Set n là một số ngẫu nhiên như thế này, được chưa? Rồi sau đó quả bóng nó sẽ hiển thị số này, nó dùng cái lệnh save. Cái này nó hiển thị đây, save, và nó hiện ra đây là số n. Đây ta chúng ta đó, cho chơi thử xem nhé. N này, đấy, n là 337 này, bước lên thứ hai này, đấy nhé. Rồi thì đây là trạng thái ban đầu nhé, được chưa? Thì người dùng sẽ phải nháy nó vào đây, người người xuyên người dùng sẽ phải nháy nháy vào quả bóng này, được chưa? Nháy quả bóng này đó, thì nháy khi nháy vào thì đầu tiên chúng ta làm thêm, chúng ta sẽ là đi chuyển sau nhé. Bia bia thầy bia tôi bia chúng ta được bia chúng ta sẽ làm một động tác là như này nhé. Bia chúng ta điều khiển hai cái bên thời gian và về điểm số, chúng ta bấm vào đây nhé, chúng ta bấm vào đây và bấm vào cái để sân khấu sẽ là cái nơi mà điều khiển hai cái biến nhớ là thời gian và điểm số. Tôi nhắc lại các bạn là trong các cái trình có trò chơi, các nhiều trò chơi thì thông số, thì thông thường các cái tham số hệ thống, ví dụ là thời gian này, điểm số vân hay là những biến nhớ chung, thì thông thường là sân khấu là cái nơi mà nó điều khiển. Chúng ta chuyển sang bên đó để cho nó dễ quan sát hơn. Rồi tôi bấm vào và bấm vào sân khấu nhé, và đây chúng ta sẽ lập trình ở trên sân khấu, được chưa? Rồi khi bắt đầu chơi này, thì chúng ta đặt như sau. Chúng ta đặt là gì, đặt đây, đặt là cái biến điểm số là không, được chưa, và cái biến thời gian là không, đây. Sau đó là sân khấu sẽ kiểm soát, sẽ tăng thời gian lên kiểm soát, khi nào thời gian bằng 60 thì dừng lại. Đây sân khấu sẽ làm việc này, sân khấu sẽ làm việc sau đây, sẽ vào cái chữ control, sân khấu sẽ làm cái lệnh là repeat until, sẽ lặp gì, lặp là tăng thời gian lên cho đến khi mà thời gian bằng 60 thì dừng lại. Chúng ta định là lặp cho đến khi nào, đây chúng ta vào đây, chúng ta vào lệnh bằng này, lặp cho đến khi bằng nhau, cho đến khi mà gì, cho đến khi mà cái biến thời gian này này nó là bằng 60 thì ta dừng lại. Như vậy lặp đúng 60 lần, được chưa, và nó dừng khi mà thời gian bằng 60 đó. Đây lệnh lặp này, lặp cái gì, lặp lệnh cho đây là tăng thời gian lên, lặp cái lệnh là wait 1 giây, chờ 1 giây, và sau đó là cái lệnh là tăng thời gian lên một đơn vị trên trên cái thời gian lên một đơn vị, hiểu nào? Đó thì đây là cái lệnh là gì, là biến thời gian nó sẽ bắt đầu đếm, mà lệnh này nó sẽ lặp chờ 1 giây, tăng thời gian lên 1 giây, chờ 1 giây, tăng thời gian lên 1, và nó lặp liên tục cho đến khi nào mà thời gian bằng 60 thì dừng lại, tức là khi mà chương trình nó kéo dài đúng 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 1 phút nhé. Chúng ta điểm ở đây đó, đây như vậy, đây là cái đoạn chương trình, và khi mà kết thúc chương trình là ở đây nhé. Chạy xong rồi thì chúng ta vào cái lệnh là stop on, chúng ta nhấn cho là dừng tất cả lại, dừng tất cả đó, được chưa? Chúng ta chú ý nhé, dừng tất cả lại nhé.
Đó. Thì tức là tôi sẽ mà thực ra là cũng phức tạp là cái này được rồi nha. Bây giờ chúng ta sang lập trình cho con cho con này nha. Đây nhé, bây giờ chúng ta muốn lập trình như sau này, các bạn chú ý nhé. Khi tôi nháy chuột lên quả bóng đấy thì quả bóng nó sẽ quan sát, nó sẽ kiểm tra. Nếu mà số quả bóng này là số chẵn thì nó sẽ tăng cái điểm lên 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 một, tăng điểm số lên một. Còn nếu số này là lẻ thì nó sẽ trừ đi một đi một. Đây chúng ta chú ý nhé, đây các bạn chú ý nhé. Thì chúng ta vào cái lệnh là event, vào cái lệnh là when this sprite click, là khi chúng ta nháy chuột lên trên lên 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 quả bóng. Đó. Thì máy sẽ kiểm tra như sau này, ở chỗ này này là máy kiểm tra như sau. Những khi nhấn chuột lên quả bóng thì lập tức là như sau. Chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là if, đây if then else, if then else nhé. Đây này nhé. Bây giờ nếu này chúng ta nhớ lại cái bản này, tức là khi nó chuyển lên đây nhé, nếu mà nháy mà số là số chẵn thì mới tăng điểm lên, có số lẻ thì lại lại phải trừ điểm cơ nhé. Nhưng mà chẵn là gì? Chẵn là cái số n là phải chia cho 2. Đấy, nếu if, đây là chúng ta kéo này ra nhé, đây này kéo này này nhé, kéo cái bằng này ra này. Khi mà n là chẵn, tức là khi mà n chia cho 2, chúng ta vào lệnh mode này, vào cái phát biểu mode này. Khi mà n đây, khi mà n mod 2 mà bằng 0. Đó, đây là cái phép toán nhé. Khi mà n mod 2 bằng 0, tức là khi mà n là chẵn. Đó. Nhé. Đây là bằng 0, bằng 0 nhé. Bằng 0. Đó. Thì sẽ quả bóng sẽ phát ra là đúng rồi và điểm tăng lên một đơn vị. Thì lúc bây giờ điểm tăng lên nhé, chúng ta vào cái lệnh là change điểm số lên một đơn vị. Còn ở đây là nếu sai, nếu là lẻ thì chúng ta sẽ change điểm số by là trừ một, trừ một là bị sai cái điểm số đúng không. Và lúc này sẽ có tiếng pop, chúng ta vào âm thanh và chúng ta chọn là cái âm thanh là pop là sai nhé. Còn ở đây chúng ta có một cái âm thanh là đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thu âm trực tiếp luôn. Chúng ta vào sound và chúng ta thu âm trực tiếp luôn. Ở đây này. Đó. Thu âm trực tiếp luôn nhé. Ta dùng vào chỗ đây thu âm này. Thu âm cái từ là đúng đúng rồi này. Bấm vào đây nhé. Đúng rồi. Đây, tôi chính lại. Bây giờ tôi sẽ kéo cái này ra đây này. Kéo cái này ra đây ngoài này nhé. Kiểm tra này. Đúng rồi. Đấy. Ghi lại. Thì đây chính là cái âm thanh là đúng rồi này. Đúng nhé. Đúng. Sau đó thì tôi sẽ vào đây, tôi lập trình vào đây và tôi sẽ kéo cái âm thanh đúng này ra và để ở đây. Đấy. Như vậy là khi người dùng mà nháy đúng thì là nó thật là như vậy nhé. Rồi, tôi để vào đây. Chưa xong. Khi mà nháy đúng rồi, nháy đúng hay sai thì có bóng sẽ ẩn đi, sẽ bị ẩn đi trong một 0,5 giây và trở lại ở chỗ khác. Có bóng sẽ ẩn đi. Để tôi vào lệnh này. Tôi vào cái lệnh là looks và cho nó ẩn đi, đây cho nó hide, cho nó ẩn đi và sau đó tôi cho nó chờ khoảng một nửa giây thôi, chờ đây là 0,1 giây, 0,5 giây nhé, và sau đó cho nó hiện lại, cho nó hiện lại ở chỗ khác đây, show và tôi copy cái này sang, hiện lại chỗ này này, tôi bấm chuột phải chọn duplicate, copy cái này sang nhé và hiện lại ở ở một chỗ khác và đặt lại n nhé. Và xây lại n được chưa. Đấy, thì như vậy là đây thì chúng ta mới bây giờ thử lập trình nhé, đã được chưa nhé. Bây giờ tôi làm thử chạy thử này, mình phóng to nhìn này đây nhé, bắt đầu này, bắt đầu chạy nhé. Tôi tưởng pop là sai đấy, tôi không mà à quên mất, nếu là số lẻ thì nó sẽ phải chờ một giây và nó sẽ tự biến mất cơ. À, cho tôi chưa đúng nhá, số lẻ tôi không bấm, chúng ta số lẻ bấm nó bị sai, đây bị sai này,
chắc đúng đúng này, đúng rồi đó, bây giờ chúng ta làm chưa đúng. Nếu là lẻ thì nó sẽ phải tự dừng lại đây giờ tôi em này, này nếu mà lẻ nhá. Ừ, chỗ này hay khó đây, chỗ này tức là có bóng này như sau, là nếu mà lẻ thì nó sẽ như sau, chỗ này chúng ta lập trình hơi khó, đưa vào các bạn hơi khó, tức là khi mà lập trình cái này này thì mà hey, chúng ta chú ý nhé, đây đây là như này nhé, quả bóng sẽ luôn là hiện ra cái số đó này, để tôi mà làm như sau nhé. Như vậy tôi và tập của tôi là mà cái bản hình sau này, quả bóng sẽ hiện lên một số nhé, khi người dùng mà nháy vào nếu mà đúng thì tăng lên một số, tăng lên điểm số, và quả bóng sẽ xem là xem là xuyên lại ở chỗ khác và hiện ra một số n khác. Đúng rồi, nếu ta nháy vào, nếu n là lẻ ta nháy vào thì là sai, thì vi sẽ bị trừ điểm, quả bóng sẽ biến mất hay lại chỗ khác là đúng rồi. Nhưng mà như là tôi chưa làm cái việc này, nếu mà n là lẻ thì chúng ta cứ chờ sau 1 giây thì quả bóng cũng sẽ biến mất, thì làm như thế nào? Chuyện này là chỗ hơi khó đấy nhé, bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta cùng cùng làm thử nhé. Tức là như thế này, đây hơi khó một chút nhé, đây này bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này ra và chúng ta sẽ phải đưa vào một cái vòng lặp vĩnh vĩnh viễn đây, cái này hơi khó đấy, đây, tôi không bị lắm đây, chúng ta phải đưa cái này vào một cái vòng lặp viễn đây nhé. Thì khi bắt đầu chơi thì quả bóng sẽ luôn luôn là lặp vĩnh viễn như sau này, lặp vĩnh viễn là như là hiện ra. À, đây nhé, để tôi làm cho hợp lý nhé. Bóng sẽ ra ở trên ngẫu nhiên này, là cái lệnh này là vô hạn lần này, đặt n là một số ngẫu nhiên này và say n này, sau đó là phải chờ, sau đó là phải chờ đây nhé. À, chờ cho đến khi mà cái khó nhé, thì tôi làm nghe tôi làm như sau này. Chỗ này này, nếu mà cái số n này này, cái số n này mà là lẻ thì nó sẽ chờ, thì nó sẽ chờ trong 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 1 giây và nó hiện lại một một số khác, còn là chẵn, còn chẵn thì sao nhỉ, thì tôi kiểm tra một chút nhé, chắc nó cũng phải chờ, đợi tôi một chút nhé, chắc thì nó đoán chắc 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 nó chờ lâu hơn nha. Vậy chỗ này là chỗ hơi khó, chỗ này là tôi đưa ra cái kịch bản hơi khó một chút, thế được chúng ta cùng nhau làm nhé, khó được khó cũng phải làm được nhé. If này, bây giờ if mà nếu n mà là chẵn thì là như nào, lẻ thì như thế nào nhé, đây tôi mà tôi tính riêng biệt ra nhé, bây giờ tôi có thể copy thôi được. Nếu n lẻ thì sao nhé, bây giờ tôi dùng cái lệnh này này bằng này, tôi kéo cái này ra nhé, cái lệnh mốt này, lệnh mốt nhé, đây là không này, ở đây là n, đây là hai này, nếu n mốt hai bằng không, tức là đây là cái điều kiện là chẵn nhé, còn là lẻ, lẻ thì là phải đưa nó vào là phải là not chẵn, tức là phải đưa cái lệnh là đưa thêm cái cửa not nữa, thì tôi đưa cái này vào đây, đưa cái này vào đây, đây chính là cái điều kiện là n lẻ, n lẻ. Nếu n lẻ thì như thế này, nếu n lẻ thì nó sẽ chờ trong 1 giây nhé, nếu n lẻ thì nó sẽ chờ trong 1 giây, chỗ này là hơi bị kinh nhỉ, hơi bị khó đúng không,
Tôi sợ rằng là chúng ta không đủ công cụ để làm bài này, chưa được công cụ để làm bài này. Bạn đợi tôi một chút nhé, tôi xử lý xem ra sao nó có xử lý được không nhé. Là chúng ta còn là chưa đủ mắt được mắt nhỉ. Nên nếu n mà lẻ nhé thì đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta mới xử lý ở đây này. Chứ đây là tôi đang bị sai, nếu mà nó thời gian là 60 giờ nó vẫn bấm vào nó vẫn ăn nhé. Vậy chỗ này là nó cái bài này là nó hơi có vấn đề. Chúng ta cần công cụ mà chúng ta chưa học đến nhé. Được không sao? Được không? Tôi làm thử nha. Nếu là lẻ thì sẽ quay, thì sẽ tôi làm thử nha, tôi cứ làm thử xong nha, để xem nó được thì không được thì ta cho phải dừng lại. Nếu mà lần mà lẻ thì chúng ta sẽ phải chờ. Chờ xong 1 giây thì nó quay ở đây và nó sẽ lại lặp lại cái này. Nhưng mà bên này nó không quan hệ bên này, nó hơi 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 tôi sẽ đây sau cho được. Quay nên nên được một chẵn thì sẽ phải chờ, không 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 cách nào khác cả. Nên được chẵn nên làm như nào nhỉ, thì ta cứ phải chờ, đúng rồi, không cách nào khác cả. Yên, nếu được là chẵn đây, tôi sẽ làm cái này hơi. Bài này mà chúng ta không đủ chưa đủ cái đây đây cho nên ít, nếu n là chẵn đây, tôi copy cái này sang thì chính là được n là chẵn đây nhé. Nếu n chẵn thì nó sẽ phải đây ít, nếu n chẵn đấy, nếu n chẵn thì mà nó sẽ không làm gì cả, nó sẽ chờ cho khi mà người dùng mà nháy chuột vào thì nó mới thoát ra được. Như vậy nó có một cái lệnh như này là nó sẽ phải chờ là wait until cái gì? Until khi người dùng mà nháy chuột nhé. Chỗ này chúng ta phải vào một lệnh mới, lệnh này chúng ta chưa học đến, lệnh là chúng ta vào sensing và chúng ta phải phải tìm cái lệnh sau đây. Lệnh là người dùng nháy chuột đây. Khi người dùng mà nháy chuột ấy. Là lệnh này. Tức là nếu mà nó chẵn thì nó sẽ chờ cái dùng nháy chuột thì nó mới thôi thì nó mới ấy nhá. Để làm lại này thì cái mouse down này làm cái lệnh là nằm trong cái nhóm cảm biến, chúng ta cho biến buổi sau mới học cảm biến. Nhưng hôm nay tôi nói trước là cái ở trong cái cảm biến này là những lệnh liên quan cảm biến, đây là lệnh rất quan trọng mà hôm nay tôi không muốn, hôm nay chúng ta cho học đến mà buổi sau mới học đến, nhưng mà hôm nay tôi nói trước thôi là đây nó trước là như thế này, là đây là cái lệnh mà khi mà kiểm tra nếu n là chẵn này, n là lẻ thì nó sẽ đợi 1 giây và nó thoát ra và nó lại làm lại. Còn n là chẵn ấy thì nó sẽ chờ cho đến khi người dùng nháy chuột thì nó cũng sẽ dừng. Không được vì người dùng phải nháy đúng cái con vàng vào cái âm vào cái đó, người dùng nháy nháy bên ngoài thì là sai nhé. Để tôi kiểm tra xong lại làm lại hơn nhé. Được rồi không sao, thôi tôi làm bài tập như sau này. Nếu người dùng mà nháy chuột đúng, tôi được, tôi làm mà tôi sửa lại cái đề bài,
sự lợi cơ bản như vậy. Tức là nếu mà người dùng mà không nháy lên không nháy gì cả thì luôn là sau một giây là hiện ra cái khác, được chưa? Đấy, như thế thì hơn. Rồi tôi sửa lại nhé, sửa lại là không phải là lẻ thì nó xong dây nó dừng, nó chuyển sang số khác, mà bất kỳ chúng ta bất kỳ một số n nào mà người dùng không nháy chuột thì sau một giây nó đổi sang cái số khác. Được rồi, chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta sửa lại kịch bản. Và như vậy chỗ này nó chỉ là cái này thôi đó, chúng ta bỏ hết đi nhé, chúng ta không cần nữa. Chúng ta sửa lại kịch bản. Nhất là kịch bản là như này nhé, kịch bản là như sau này. Kịch bản là như sau này, làm là đây tôi bật bật cho chúng ta xem kịch bản là như sau nhé. Đây à, không phải sau sau một giây thì nhanh thì nhanh quá đúng không? Bìa về sau tôi sửa lại một chút. Chỗ này không phải là một giây mà sau, chỗ này là sau 3 giây. Cho một tí nhé. Này người dùng mới có thể làm được nhé. Đây bắt đầu nhé. Đây không 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 bấm này, 3 giây không không bấm nhá, không bấm, không bấm, bỏ qua số chẵn chúng ta mới bấm. Ủa, cái này không nhìn thấy gì Đúng rồi. đấy, Đúng rồi. chỗ này tôi bỏ qua nhé. 19 bỏ qua, 145 bỏ qua, 4 bấm Đúng rồi. đấy. Nhưng mà hiện nay chúng ta đang có một cái lỗi là nếu mà thời gian này mà là 60 thì nó không dừng lại mà nó vẫn cứ làm. Tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đúng rồi. Sai nhé. Đúng Rồi rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 46 giây nhé, Đúng rồi. Đúng rồi. 8 điểm rồi, vẫn chưa được nhé. Đúng rồi. 59 60 đấy, 60 60 rồi, nhưng chúng tôi bấm lên nó vẫn vẫn Đúng vẫn tăng rồi. điểm. Như vậy chúng tôi là bị Đúng sai đấy, rồi. vì hiện nay là vì sao lại bấm đây nó vẫn, mặc Đúng dù chúng ta đã rồi. có cái lệnh là stop rồi nhưng mà sao nó vẫn chạy, là vì như này rồi. Là vì cái lệnh stop này này, cái lệnh mà ở bên này là lệnh stop này này, đây đâu nhỉ, cái lệnh stop ở bên này nhé, nó chỉ tác dụng với nó chỉ tác dụng với cái ấy thôi, với cái em với các lệnh nằm ở chỗ ở cái nhóm này thôi. Còn ở cái nhóm này là đây là cái sự kiện bên ngoài thì nó không ảnh hưởng, nó vẫn chạy. Thế vì làm thế nào để cho mà cái khi mà đã hết thời gian rồi mà ở bên này nó không chạy nữa thì mới đúng. Hiện nay là vẫn chưa đúng nhá. Rồi thì bây giờ tôi sẽ sửa lại một chút cho đúng đúng kịch bản nhé. Tức là khi mà hết thời gian là bấm vào đây là nó không ăn nữa. Đó. Thì như vậy chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải thêm một cái biến nữa, một cái biến nhớ nữa để quan sát. Cái biến nhớ này để xác định là hết giờ hay là chưa hết giờ, được chưa? Cái này dùng ngay biến thời gian cũng được, được chưa? Dùng ngay biến thời gian cũng được thì làm như sau này. Vì như vậy cái biến thời gian chỉ đếm từ biến thời gian của chúng ta là chỉ đếm từ 0 cho đến 60 thôi. Vượt quá 60 là nó dừng lại. Cho nên là như sau nhé. Đây biến thời gian đây. Thôi tôi làm này hơn này. Tôi sẽ tạo ra một cái biến nữa để mô tả cái trạng thái của trò chơi. Cái biến này có tên là start, nhưng cái này rất quan trọng, chứ tôi được làm rồi, quan trọng biến start nhé. Thì ban đầu thì biến start của chúng ta là đặt bằng mấy, đặt bằng không nhé, đặt bằng không. Thì khi mà hơn đặt đặt vào một, đặt một tức là nó đang chơi, là bắt đầu vẫn chơi. Khi hết thời gian thì chúng ta không cần stop ngay, chúng ta bỏ đi, chúng ta đặt lại cái thời gian bằng không. Nhưng mà cái biến start của chúng ta là gì, là nếu bằng không thì chứ toàn là chương trình đã hết thời gian. Đấy. Nhưng mà ta đưa thêm một biến nữa là biến biến start rất quan trọng. Cái biến này để xem là gì, là start bằng một là chương trình đang chơi, còn start bằng không là chương trình đã hết thời gian. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái biến thời gian này, biến start này để chúng ta điều khiển. Khi mà biến start bằng không thì cái lệnh nháy này là không không ăn nữa. Chúng ta sẽ đưa vào đây một cái lệnh sau đây, đưa vào chương trình cái lệnh này, đưa vào một cái lệnh là if
Như vậy là if mà start bằng 1 thì mới cho phép chơi. Đây là kéo cái này ra nhé. If này, cái biến start mà bằng 1, chúng ta thêm lên một cái biến nữa thì mới cho phép chơi, mà không cho phép chơi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta sẽ kéo cả cái này vào đây. Đó, và đưa vào đây. Như vậy là khi người dùng mà nháy chuột lên 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 quả bóng thì chỉ có tác dụng khi mà start bằng 1 thôi. Start bằng 0 thì nó không không tác dụng nữa. Thì như vậy đúng theo kịch bản của chúng ta. Giờ bây giờ chạy lại vào hành trình của chúng ta nhé. Chạy lại từ đầu nhé. Bắt đầu này. Nhá, bấm này. Đúng rồi. Bỏ qua. Đúng rồi. Đấy. Cái này không nhìn thấy gì. Đúng Rồi, rồi. rồi. Đúng rồi. 4 điểm rồi, cái này bỏ qua. Nhé. Đúng rồi. Bỏ qua. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Không nhìn thấy gì cả. Giờ bỏ qua. Nhé. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Chắc bị sai. Đúng rồi. Đúng rồi. Đã ba sai rồi. Qua cái này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ qua cái này. Đúng rồi. Bỏ qua. 49 giây rồi. Bỏ qua. Bỏ qua. Qua. Chúng ta thử xem nhé, 50 rồi. Rồi bây giờ là hết rồi nhá. Bây giờ là hết rồi, cái này là nó sao nó chạy cái này nhỉ? Vì là ta về cái phòng lọc forever được rồi. Bây giờ tôi bấm vào đây này, không ăn nữa này. Đấy nhá. Rồi. Như vậy chúng ta thấy là đúng rồi đấy. Bây giờ làm lại một chút này, bây giờ tôi làm lại một chút cho đúng nhá. Đây. Sửa lại cho hoàn toàn đúng này. Khi mà cái vòng lọc này cũng thế thôi. Nếu ta làm lại này. Đây nhá, phải đưa cái này ra đây nhá. Phải đưa ra đây này. Là chúng ta phải làm như sau này. Chúng ta kéo cái này vào. Đây, chúng ta đưa cái lệnh if này vào. If nhá, if. Chúng ta đưa cái này vào. Đây. Và chúng ta kéo cả cái này vào. Bảo đảm rằng là gì? Là ngay cả vòng lặp này nếu mà start bằng 1 thì bằng 0 nó cũng dừng lại hết. Thì này, bây giờ là hoàn toàn yên tâm rồi nhé. Hoàn toàn là chơi bây giờ là hoàn toàn chính xác nhé. Chỉ của chúng ta bây giờ là hoàn toàn chính xác. Đây, bắt đầu chơi nhé. Có thể bị trừ điểm này. Đúng rồi. Yeah. Rồi, rồi, bây giờ tôi dừng lại đây trên đường đều này. Bây giờ chúng ta ghi cái này lại. Đây là chương trình cái trò chơi mới là cái trò chơi đây là B4 đấy, bài B4 là cái trò chơi nháy bóng. Nháy bóng nhưng mà có làm toán này. Toán đơn giản. Đó. Được chưa nào? Nhưng mà tôi sửa lại một chút kịch bản, ta thấy là chúng ta có thể lập trình được. Nhưng mà cái bài này là bài phức tạp hơn rồi đấy. Cho phép chúng ta là điều khiển nhiều hơn và dùng rất nhiều những cái lệnh liên quan đến điều khiển. Lệnh if này, lệnh repeat until này, vân vân, lệnh forever này, là những cái lệnh mà chúng ta hôm nay chúng ta học xung quanh những lệnh đó nhé. Đấy. Được chưa? Như vậy cái bài hôm nay là cái bài mà các bạn thấy là nó liên quan đến cái điểm số nữa nhé. Đây là cái điểm số luyện trên màn hình luôn và thế này đấy mà chúng ta và đây chúng ta vẫn thử chơi nhé một chút thôi nhé. Okay, hết thì ăn hết cái là thằng này nó đứng lại luôn, không hiện này và bấm lên không không tất cả nó cứ nó đơi hết nhé, bấm vào đây không ăn này. Như vậy là đây chỉ có một cái điều nữa là chưa quên chưa là điều khiển là nếu mà cái thời gian mà vượt quá thời gian thì bóng nó sẽ ẩn đi. Hay nữa để ta thêm một lệnh nữa vào đây cho nó hay nhé, thêm một lệnh nữa vào đây cho nó hoàn chỉnh nữa này là đây chúng ta cho vào đây nhé, đây này chúng ta cho một lệnh là if này if nhé, bắt đầu chơi nhé, bắt đầu chơi thì chúng ta cho con làm cho thêm một lệnh nữa là chúng ta cho con này nó cái bóng nó hiển hiển thị ra. À, sau đó là chúng ta sẽ chờ, chúng ta sẽ wait nhé. Đây, nó càng hay nữa, chúng ta vào cái lệnh control và wait. Đây, wait until nhé. Wait until start bằng 0 thì cho nó dừng lại. Wait until start bằng 0 là hết chương trình. Hết chương trình thì chúng ta sẽ cho nó
ẩn đi. Vậy chương trình chúng ta là có nhiều, trong chương trình Scratch là có nhiều đoạn khác nhau nhé, ba cái đoạn này là chạy song song với nhau. Đây là một đoạn chương trình này, đây là một cái đoạn này, đây là một đoạn nữa, thì mỗi cái đoạn này nó gọi là một script. Chúng ta chú ý nhé, anh mình như vậy này. Với một nhân vật ấy, chúng ta là trong một cái, trong một cửa sổ của nhân vật, trong một cửa sổ của nhân vật cho phép chạy chạy song song nhiều đoạn chương trình, nhiều đoạn chương trình. Các chương trình này nên anh gọi nó là script nhé, script. Thì mỗi đoạn chương trình này là nó bắt đầu bằng một cái lệnh như này, lệnh như này là cái lệnh, là đây là lệnh sự kiện, là các lệnh khác nhau. Đấy, các lệnh. Đây là một sự kiện nữa, đúng không? Đấy. Được chưa? Các bạn có quan sát không? Thì mỗi cái đoạn này, mỗi cái này nó gọi là một chương trình hay nó gọi là một script khác nhau. Như vậy là trong một cái chương trình, trong một cái cửa sổ chương trình của nhân vật là nó chạy nhiều script, nhiều đoạn chương trình khác nhau. Mỗi đoạn chương trình bắt đầu bằng một cái lệnh sự kiện, đây là lệnh sự kiện, đây là cái lệnh, lệnh sự kiện. Thì cái lệnh sự kiện mặc định là cái lệnh là chúng ta nháy chuột vào lá cờ, còn có thể có lệnh sự kiện khác, như là sự kiện chúng ta nháy chuột lên lên con lên con lên, lên lên nhân vật, hoặc chúng ta lệnh cái sự kiện là chúng ta làm bấm một phím ở trên màn hình, trên bàn phím. Đấy nào, đó thì đây là vào sự kiện nhé. Thì đây là game, đây là cái lệnh là bắt đầu một cái script mà khi người dùng nháy chuột lên lá cờ, lên trên cờ này, nháy lá cờ làm một sự kiện. Còn đây là lệnh là khi người dùng bấm bấm một cái phím space chẳng hạn, bấm một phím cũng là một sự kiện. Còn đây là cái lệnh là khi mà người dùng nháy chuột lên 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 nhân vật đó. Thì đây là ba sự kiện là khác nhau. Thì trong một chương trình, trong một cửa sổ có nhiều nhiều đoạn chương trình, nhiều loại nhiều script chạy song song với nhau, và mỗi script như vậy là bắt đầu bằng một cái lệnh sự kiện, lệnh này này, ứng các lệnh này, này đó. Thì cái này là cái rất hay, đây là cái rất đặc biệt của Scratch luôn, mà trong các kênh chương trình bậc cao khác là chúng ta không thể nào tạo ra được cái mô hình như này. Đây cái phần lập trình rất là phức tạp chứ không dễ nhé. Đối với lập trình bậc cao đấy, trong trong Python, trong Pascal chúng ta rất là khó mà tạo ra được cái mô hình mà chạy như này được, mà chỉ có Scratch mới có thôi. Thì đây là cái rất đặc biệt của Scratch nhé, rất là khó luôn nhé, rất là khó thì rất là hay luôn. Đây là cái mà ai mà lập trình thành thạo Scratch cảm thấy nó rất là hay, là một sức mạnh của nó, và từ cái này chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều cái chương trình khác nhau, ứng dụng khác nhau, rất là hay, được chưa? Anh về việc tôi ghi lại cái file này nhé, tôi ghi lại cái file này, cái bài này là cái bài quan trọng cho chơi nháy bóng, làm toán, được chưa? Mà chúng ta vẫn tránh, chúng ta chưa hề phải dùng đến bất cứ một lệnh nào là liên quan đến cảm biến cả. Đấy. Ngày hôm nay là cái buổi mà tôi muốn nói về cái về các cái lệnh điều khiển chính của Scratch, mà chúng ta thấy là nó, cái lệnh điều khiển chính của nó là nó rất là gần giống với một ngữ lập trình bậc cao, rất là giống luôn, rất là giống. Đấy, chúng ta nhớ lại các lệnh điều khiển chính, nó gồm có 6 lệnh đây. Đây. Lệnh while, lệnh if là cấu trúc ngắn, lệnh if đầy đủ nhé, if then else, lệnh forever, lệnh repeat và repeat until, repeat n lần và repeat until một điều kiện, lệnh wait until đều là những lệnh quan trọng. Và về lý thuyết mà nói thì chúng ta có thể biến đổi tương đương với các lệnh bình thường của ngữ lập trình bậc cao như là Python, như là C. Do đó cho nên là hầu hết những cái bài toán mà có thể giải được bằng ngữ lập trình bậc cao có thể chuyển sang giải trên trên trên, trên Scratch. Tất nhiên là không phải toàn bộ nhé, rất nhiều bài toán chứ không phải toàn bộ. Đấy, thì tuy nhiên tôi nói rồi là chúng ta không nên đào, không nên làm, theo tôi đây là không nên là cho học sinh là chỉ học lại điều kiện này để mà giải các bài toán mang tính thuật toán, thì tôi là không làm, theo tôi là không nên, là không nên, mà chỉ học sinh chỉ dùng cái này để mà chúng ta gợi ý chúng ta làm việc trong cái trong những bài tập, mà trong bài toán của chúng ta, đặc biệt những bài toán liên quan đến mô phỏng, liên quan đến trò chơi, liên quan đến cái gì mà liên quan đến sáng tạo nhé. Được rồi, hôm nay chúng ta là không có đủ thời gian làm thêm bài toán nữa đâu nhé, vì
Nếu có ba câu hỏi thì không thì tôi sẽ trả lời, hoặc không chúng ta sẽ nghỉ nhé. Mà chúng ta nghỉ sớm một buổi đi nhé. Và hôm nay tôi cho các bạn một số bài tập nữa. Hôm nay là có đủ nhiều đây, hôm nay chúng ta đã có đủ nhiều cái điều kiện rồi, công cụ rồi, chúng ta có thể làm những bài tập khó hơn liên quan đến xử lý số, liên quan đến giải toán đơn giản, và kết hợp nó là chúng ta kết hợp đó là chúng ta sẽ làm những chương trình chơi trò chơi đơn giản và có sử dụng biến nhớ nhé. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm ở đây nhé, vì không có đủ thời gian để làm thêm bài tập mới đâu. Cái bài số 4, bài bài cái số 2 mà tôi quên mất ấy, thì các bạn có thể nhớ lại và chúng ta tự làm lấy nhé. Vâng ạ. Bài số 2 tôi quên mất công ghi. Thôi chào các bạn nhé, tôi sẽ về nhà tôi sẽ cho các bạn một số bài tập để các bạn làm trong trong phần này. Vâng, em chào thầy. Chào các bạn nhé. Vâng.